Rồi, chào các bạn quay trở lại với Quy Mắc Tech Garden Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn Cái kinh nghiệm chọn một cái bếp từ sử dụng cho gia đình Và chúng ta có thể một cái phần nào đó có thể định giá cái phân khúc của cái bếp từ đấy trên cái thị trường Thì bếp từ bây giờ nó cũng không còn quá xa nạ gì với chúng ta nữa rồi Nó là cái cuộc cách mạng chuyển từ bếp ga sang bếp từ nhất là gà nó đắt mà nó không an toàn bếp từ thì bây giờ thì nó an toàn sạch sẽ ổn định nói chung là nó rất là tuyệt vời mà trên thị trường bây giờ thì nó có rất nhiều loại bếp từ rất là nhiều thương hiệu thì ở đây tôi cũng không quảng cáo cho cái hãng nào cả mà tôi tôi đang làm một cái dòng là của Lapolis và một cái thằng của Eurosan thì sau uh, gần như là 15 năm dùng uh, bếp từ cảm nhận trải nghiệm bán và cũng vấp phải những cái uh, sai lầm những cái lỗi thì đến bây giờ đúc kết lại làm hai cái anh này thì bây giờ trên thị trường thì nó sẽ có cái um, ba cái phân khúc tức là bình dân trung cấp và cao cấp những cái mã bếp bây giờ sẽ phân biệt tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt làm sao nó dễ nhất cái bếp thứ nhất là chúng ta sẽ để ý cái mặt kính cái mặt kính thì nó sẽ chiếm tới 1 phần 3 cái giá trị của cái bếp rồi thì nó sẽ có những cái dòng mặt kính sau đây ví dụ những cái dòng mà bếp Đức thì nó là sẽ là kính Scott chắc chắn nó phải là Scott rồi Scott là kính cao cấp rồi con này là made in Germany à, mặt kính rồi thì những cái dòng mà cao cấp ấy nó sẽ có cái bo viền này các bạn để ý nó sẽ có bo viền này, rất chất nhìn nó rất khôn đấy còn những cái dòng phân khúc à, bình dân hơn thì nó là kính ceramic này còn này là kính ceramic hoặc là kính kenzer này con này là kenzer quay xa đây cho các bạn xem đây là những cái dòng bình dân bình dân hơn, còn những dòng uh, cao cấp và gì thì nó sẽ là scott rồi. một cái nữa chúng ta sẽ để ý ở đây còn một cái dòng mà uh, sai nầm của tuổi trẻ đây, ngày xưa mới đầu va và vào ấy thì uh, nó lỗi nhiều quá. để lại đây kính nó không có cái um, hãng niếc gì, cái con này cũng made in malay đây, investor đây, thôi cuộc đời thì nó phải trải nghiệm qua, mất cái tiền ngu thì mới có cái kinh nghiệm để mà truyền tải mà bán hàng. <laughs> rồi cái um, cái kính uh, là các bạn để ý đầu tiên là cái kính dòng cao cấp mà hơn trục cũ cho nên là scott vừa vừa làm trục cũ trở về thì nó là ceramic hoặc là kenzo đấy ba cái đấy là cái đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy phân biệt rất là dễ. một phần nữa là cái bo viền những cái dòng cao cấp thì nó, nó bo viền thì đây như con này con đức thì bo viền thì chết rồi một trung cấp đây bo viền bằng nhìn nó sẽ chắc chắn còn dòng bình dân hơn thì nó không bo viền đây kính nó không bo viền này rồi chúng ta sẽ nhìn vào cái bụng của nó nữa đây ông đức các bạn nhìn bụng này ấy bụng là inox y y inox và nhựa đây còn dòng bình dân bình dân thì nó cũng là inox cái này inox. Còn cái dòng rẻ tiền hơn, đây cái dòng, uh, dòng, dòng thấp ấy thì nó là kẽm. Các bạn nhìn nó là kẽm. Đây hai cái đấy là mình dễ phân biệt nhất. Bếp, nói chung là cái bếp từ này thì uh, chúng ta để ý hai cái đấy thôi. Còn phần mạch ấy thì uh, nên chọn những cái hãng nào nó uy tín và nó có trên thị trường lâu năm rồi Chứ còn bây giờ những cái hãng bếp từ nó mọc lên như là lấm luôn các ông cứ đặt xong rồi các ông đặt tên xong rồi nhiều ông bát nháo made in gì thì made in nhưng mà nó không ổn định dùng rất là bực mình tại vì cái bếp bếp mình, mình sử dụng hàng ngày nếu mà nó lỗi ấy nó rất là khó chịu mà nhiều cái nó đã nỗi là nó nỗi lên nỗi xuống luôn tại vì nó bị nỗi cái thiết kế ấy, nỗi nỗi mạch thường là do các ông chủ quan ngày xưa thì các ông cứ nghĩ là cái bếp từ đơn dùng ổn định là các bố nhiều bố nhiều hãng là cho nguyên hai cái mạch bếp từ đơn vào nhưng mà sai nầm để bếp từ đơn thì thỉnh thoảng mình mới dùng thôi còn cái này nó dùng hàng ngày mà dùng lâu dài Thế nên là nếu mà thiết kế cái mạch không tốt công suất mà không chuẩn thì nó nổ suốt ngày luôn đấy các bạn nếu mà quyết định chuyển sang dùng bếp từ thì nên chọn những cái bếp những cái hãng mà nó tồn tại ít nhất là 5 năm trên thị trường thì mình mới chơi và cũng uh, tìm những cái chỗ nơi uy tín làm còn bây giờ online bây giờ thì đúng là nhiều thật nhưng mà thực sự là nó ảo những cái có giá trị cao tầm 2 triệu trở nên thì cũng cân đối khi mà mua online thế thôi rồi cho các bạn có một cái căn bếp thật là đẹp thật là tuyệt vời cho người vợ thân yêu của mình. Ok.